phóng về Sài Gòn, đặt được hôm nay 1.000 ổ. Hình yên, tỏa sáng như những ngôi sao ngập trời. Xua tan mây đen bao lâu cùng chân phía sau. Mặc kệ mình đợi vì thời mình vẫn chưa bao giờ buông khói nắng tay. Vì đam mê, sẽ chẳng một ai có thể dừng lại. Vượt qua hàng trăm màu sắc cùng nhau chinh phục cả thế giới. Ta có ước mơ, nó chấp trên hai với ta thành đôi cánh như những tấc thơ. Thành những đợt sóng mãnh liệt không thôi đánh chát chiêu từng giờ. Thời gian hữu hạn cũng gì vẫn trôi nhanh. Cơ hội đi có thì mong manh phải mình mày tiến bước mà không phanh. Số phận điểm không bằng ai, nhưng nỗ lực lên bằng hai. Ta cố đi vượt giới hạn bản thân chứ không chỉ ở mức tròn vai. Người không biết gì thì thường nói, thằng này chỉ ăn gian làm dối. Ta bỏ qua thôi, bởi họ biết gì về ta đâu mà nói. Dù cho bao tố phong ba câu chuyện làm khó khăn ta, ta vẫn sẽ bước băng qua bằng nhiệt huyết trong ta. Để khi nhớ lại, sẽ có cho mình một đại hải trình. Có một kẻ trai lì theo đuổi giấc mơ đến mức từ sợ hãi mình. Giống như bao loài chim muôn tung hoành giữa đời phong sương. Thành công thì khó mà dễ, bởi lẽ áp lực mới tạo nên kim cương. Cố gắng sao cho thỏa đáng với đam mê mình đã mang. Rồi đến một ngày không xa phía trước cũng sẽ là lúc ta tỏa sáng. Tỏa sáng như những ngôi sao ngập trời. Xua tan mây đen bao lo cùng chân phía sau. Mặc kệ mình đời vì thôi mình vẫn chưa bao giờ buông khói nắm tay. Vì đam mê sẽ chẳng một ai có thể dừng lại. Vượt qua hàng trăm nỗi đau cùng nhau chinh phục cả thế. Vậy để ta làm kỳ nhau, muốn âm nhạc làm nên cơm gạo phải bỏ ra nhiều kỳ công. Miễn là đam mê ta còn rực đỏ như lửa cháy trên thảo nguyên. Biến thứ không tưởng này hái ra tiền thì sẽ chẳng còn ai bảo điên. Miệng ta còn lẩm bẩm lời nhạc ta cứ nhậm nhậm, họ còn tưởng ra ta lẩm cảm thôi kệ ta cũng chẳng thấy phiền. Bao nhiêu năm ta làm được gì ba khóc khô cả phỏng mạc. Cũng chính vì thế phải thật thành công để mà tuyên bố dõng dạc rằng có chí thời vẫn thắng ấy trời, dẫu có mấy lời dèm pha ta. Sống với đời chỉ nhận mấy lời nóng giận nhất thời dục ra xa. Không phải là người bà hoa khó khăn, không phải kẻ ngán. Đôi vấp ngã chỉ là gia vị, tôi đến thêm ngọt ngào khi thắng cuộc. Ai nghe ai cấy khen chê khi ấy mất. Không quen không biết bỗng dưng thân thiết sắc. Ta mê ta có nhiệt huyết khỏi vải bàn. Đánh đổi sau bao cố gắng thì giờ là lúc tấu lên khúc khải hoàn. Ta sáng như những ngôi sao ngập trời. Xua tan mây đen bao lâu cùng chân phía sau. Mặc kệ mình đời vì thời mình vẫn chưa bao giờ buông khói nắm tay. Vì đam mê sẽ chẳng một ai có thể dừng lại. Vượt qua hàng trăm nỗi đau cùng nhau chinh phục cả thế. Cho anh xin lỗi em nha. Anh vô tâm quá. Tới bây giờ anh mới biết ba em mất rồi. Hả? Mất? Ừ. Mất gì mà mất? Ba em còn sống sờ sờ mà. Ủa? Hồi nãy em nói là khi em biết nấu ăn là ba em đã rời xa rồi. Hồi nãy chú cũng tưởng vậy luôn á. Dạ đâu, ba con còn khỏe ạ. Ba con hiện đang công tác ở nước ngoài. Nên là lâu lắm rồi con chưa có dịp gặp ba. Cũng chưa có dịp nấu cho ba ăn. Mất đâu mà mất. Lao. Đi làm nước ngoài, nói chuyện như mất rồi vậy. Ba em đi nước ngoài chắc giỏi tiếng Anh lắm ha? Không. Ba em đi Nhật mà. Tải lanh tải lết. Thôi ăn cơm đi. Em rửa bát xong còn phải về nữa. Sao hố hoài vậy ta? Thôi, ăn xong em cứ về đi để anh rửa cho. Thôi, để em rửa cho, em nấu cho em rửa cho. Thôi, chuyện này để tôi rửa được rồi. Thôi, hai đứa lo ăn đi. Dạ thôi. Em ăn đi. Hấp cho ba nữa. Có chứ. Có rồi. Bà ăn thêm cả xuống. Cảm ơn con. Út, đi đâu về đó? Sao anh hay hỏi quá à? Muốn biết á, thử ít bữa chua vô túi tôi nè. Đi luôn cho nó gọn. Em đi ba về đúng không? Em đi cả đêm tưởng anh hai không biết hả? Anh Nhật nói anh hả? Ai nói không có quan trọng. Quan trọng là anh hai hỏi có đúng không? Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Anh đang cố quan tâm em gái anh đó hả? Cảm ơn nha. Người anh tốt bụng. Anh là anh hai. Anh không được quan tâm em gái của mình hay sao? Em vô đó làm gì vậy? Tôi đi làm. Tôi đi kiếm tiền. Anh tưởng anh làm được mấy đồng bạc lẻ đó đủ lo cho tôi với mẹ hả? Nhưng mà không phải em muốn làm gì thì làm. Em còn phải lo việc học nữa. Cái chuyện đi làm kiếm tiền á, để anh Hai lo. Anh đi làm là anh đi chơi ráp lại hả? Anh đừng tưởng con này nó không biết. Anh đi chơi ráp lại. Anh biết á, ba chết là do mấy cái trò đam mê ráp vớ vẩn của anh kia kìa. Anh muốn giết ai cái nhà này nữa hả? Anh kêu tôi đi học, còn anh thì sao? Anh rút học bạ nghỉ, anh có hơn gì tôi. Anh là đồ vô dụng, đồ tồi. Anh không làm được gì trong cái nhà này hết á. Anh không xứng đáng làm anh của tôi. Anh là kẻ giết người. Con không được hỗn với anh con. Con nói cái gì sai hả mẹ? Do ảnh thì ba mới chết mà. Thật ra Mẹ thật ra hôm đó bà con đi tìm con nữa. Bà con hay con đánh lộn với tụi bạn. Bà con sợ quá, bà con bỏ việc chạy xe nhanh đi tìm con, nó mới bị tai nạn nữa. Mày đừng có nói giỡn nữa. Thật ra từ bấy lâu nay mẹ đã nói cho cô biết, nhưng mà anh con nó cản, nó không cho mẹ nói. Nó sợ con biết được rồi con tự trách mình. Chẳng thà là con hiểu lầm nó. Tại sao mấy năm nay mấy người lại giấu tôi? Tại sao? Út, chuyện quá lâu rồi Út. Không sao đâu em. Tôi là người giết ba tôi. 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 Tôi không giết cái nhà này nữa đâu. Không. Mẹ ơi! Tao xin lỗi. Sao tự nhiên xin lỗi mày? Thì tất cả là tại tao. Nếu tao không nói với mày chuyện Khánh Vân á, thì con bé cũng không bỏ đi, xong rồi kéo theo cái đống hệ lụy đằng sau. Bây giờ mẹ mày thì nằm viện. Tao sai rồi Kiên. Khùng hả mày? Mày phải thật sự quan tâm Khánh Vân mày mới làm vậy. Còn nếu mày bao che nó là mày giải hứa nó rồi. Mày với lại chỗ anh em. Tao mới nói với mày nè, tao nghĩ là mày quên Khánh Vân đi. Ở ngoài kia còn nhiều người con gái tốt lắm. Khánh Vân nó còn con nít, nó không hợp với mày đâu. Ừ, tao biết rồi. Ê Nhật, mà mày có nghĩ là cái chuyện tao chơi rap lại là đúng đắn không? Bữa giờ tao cứ trăn trở hoài. Tao không biết rồi liệu tương lai của tao nó sẽ ra sao nữa. Mày suy nghĩ chi cho xa vậy? Thay vì bây giờ mày suy nghĩ mấy cái điều đó, sao mày không coi thử coi rap nó cho mày được cái gì? Ngoại trừ thành công với đam mê ra, nó còn cho mày được thu nhập, thứ mà bây giờ mày đang rất là cần kia à. Mày nhìn tao nè, tao vẫn theo đuổi đam mê của mình. Không những là cho tao, tao còn phải chứng minh cho gia đình tao thấy nữa. Ừ, cứ tiếp tục với đam mê của mình đi. Anh Kiên. Ừ? Mẹ anh sao rồi? Em đang tính chiều nay đi thăm bác. Mẹ khỏe rồi. Hôm trước là tại vì mẹ sốc quá cho nên là nhập viện luôn. Nhưng mà sau khi hồi sức thì bác sĩ cho về rồi. Vậy thì may quá. Em có lo là bác có chuyện gì không ạ? Không sao đâu. Gì mà hai gò má hồng dữ vậy con? Ông, con có hồng gì đâu. Ông làm con ngại quá. Thấy hai đứa đứng đây nói chuyện thân mật như vậy, hạnh phúc lắm. Có khách thì con. Dạ. Chào mấy bạn. Hiện tại quán chưa có mở cửa cho nên là mấy bạn quay lại sau nha. Tụi này không phải tới đây để nghe rap, tụi này tới đây để thách đấu á. Thách đấu? Nè, con nhỏ sao mà hăng dữ vậy? Tính thượng cẳng chân hạ cẳng tay hả? Muốn đấu gì đó ra đường đấu, đánh lộn ở trong đây mà hư hại tài sản của tụi tôi đi thưa nha. Không phải chú hiểu lầm rồi. Tụi con tới đây thách đấu là thách đấu rap á, chứ đâu có đánh lộn đánh lạo gì đâu. Với lại con nghe Kiên trên mạng người ta khen nhiều quá nên tới đây để mà thử thách tài năng của nhau thôi. À, nghe người ta khen rồi mình tức phải không? Thách đấu kìa, sao? Tới luôn đi con. Chơi tới đi anh. Sao? Chơi không bạn? Chơi. Ok, let's go. Ta có ước mơ, nó chấp trên hai vai ta thành đôi cánh biến những thất thờ thành những đợt sóng mãnh liệt không thôi đánh chắc chiêu từng giờ. Thời gian hữu hạn vốn dĩ vẫn trôi nhanh, cơ hội đi có thường mong manh phản nên mày tiến bước mà không phanh. Số phận điểm không bằng ai nhưng nỗ lực lên bằng hai. Ta cố đi vượt giới hạn bản thân chứ không chỉ ở mức tròn vai. Người không biết gì thì thường nói thằng này chỉ ăn gian làm dối, ta bỏ qua thôi bởi họ biết gì về ta đâu mà nói. Dù cho bão tố vòng ba cũng chẳng làm khó khăn ta, ta vẫn sẽ bước băng qua bằng nhiệt huyết trong ta để khi nhớ lại sẽ có cho mình một đại hải trình của một kẻ trai lì theo đuổi giấc mơ đến mức tự sợ hãi mình. Giống như bao lời chim muôn tung hoành giữa đêm phong sương, thành công thì khó mà dễ bởi lẽ áp lực mới tạo nên kim cương. Cố gắng sao cho thỏa đáng với đam mê mình đã mang, rồi đến một ngày không xa phía trước cũng sẽ là lúc ta tỏa sáng. Yeah, thật tuyệt vời. Hèn chi người ta khen bạn quá trời luôn á. Ông cũng hay mà, giọng nghe cool. Ê, từ đây hai mình là homie tốt nha. Với lại tôi thấy ông nên đi thi cuộc thi rap sắp tới đi. Cuộc thi gì ta? Không biết thiệt luôn. Cuộc thi Fly Up chuẩn bị diễn ra đó, có rất nhiều rapper kỳ cựu sẽ tham gia luôn. Đây sẽ là một bước tiến lớn để cho những rapper trẻ tụi mình bước vào con đường chuyên nghiệp đó. Đúng là tôi không biết thiệt. Tại vì tôi chỉ rap chơi ở đây thôi à. Thì bây giờ biết rồi thì đăng ký liền đi. Đây tôi nghĩ sẽ là một cơ hội lớn dành cho ông. Có thể sẽ nổi tiếng đó nha. Ai theo đuổi rap mà không muốn nổi tiếng đúng không? Với lại tôi thấy tài năng của ông vậy nè, có thể sẽ đi xa nữa nha. Tôi sẽ cân nhắc về chuyện này. Nhưng mà ông sao? Có thi không? Trời ơi, tất nhiên là không rồi. Ủa? Thú thật với ông luôn, tôi đang đi tìm kiếm những cái tài năng khắp nơi để mà mời họ tham gia chương trình. Tôi là người trong ban tổ chức. Ồ. Với lại ông mà tham gia đi, tôi hứa tôi sẽ hỗ trợ ông hết mình. Ok? Anh Ngân, anh làm gì ở đây? Sơn phiền quá vậy? Em về nhà đi, mẹ với anh trai đang chờ em á. Chờ làm gì? Chờ để chửi tôi nữa hay gì? Anh muốn về thì anh về một mình đi, tôi không có gì cái nhà đó nữa đâu. Anh trai em nói như vậy là vì muốn tốt cho em thôi. Anh biết cái gì ở nhà tôi mà nói. Chuyện gì nhà tôi á cũng có mặt anh hết. Anh tưởng vậy là hay lắm hả? Anh tưởng vậy là tôi thích anh hay gì? Anh nhìn lại bản thân anh đi, có cái gì hay ho mà để tôi thích anh? Tiền thì không có, năng lực thì không. Bớt làm chuyện rùi bu đi, về giùm cái. Về đi nhóc, Vân ở đây có tôi lo rồi. Lo từ A tới A. Về nha. Thanh xuân mang theo sự cô đơn cồng kềnh, là ánh nắng trên trời cao ta chỉ là mây bồng bềnh. Người nguồn vợ của ngày hôm qua chỉ đành gói ghém lại, là hành trang của chuỗi ngày dài mà ta đã từng nếm trải. Có hạnh phúc nào nhỏ nhoi bằng một mai mình có đôi, không phải cố nép vào một góc chỉ để ngắm người đó thôi. Tình yêu Chẳng ai có thể rộng lượng, nhưng một lần để được nắm tay thì chắc chỉ là mộng tưởng. Anh nhìn lại bản thân anh đi. Có cái gì hay ho mà để tôi thích anh? Tiền thì không có, năng lực thì không. Bớt làm chuyện rùi bu đi. Có gì đâu mà buồn. Người ta nói đúng mà. Mày không được buồn. Mày phải trở thành một producer nổi tiếng để thay đổi Khánh Vân. Mày làm được mà. Khánh Vân sao rồi? Bữa giờ mày có gặp nó không vậy? Có gặp. Có hả? Giờ nó đang ở đâu vậy? Sao mày không kêu nó đi về? Thì Khánh Vân ở nhà bạn rồi. Khánh Vân nói là ở đó dễ suy nghĩ hơn. Bạn nào? Thì ai mà biết. Tao cũng mới gặp lần đầu à. Nhưng mà là con gái thì tao nghĩ là chị em với nhau thì cũng dễ khuyên nhủ nhau hơn. Mắc công về nhà anh em tụi bay lại chí chóe với nhau nữa. Nhưng mà mày chắc không vậy? Ê tụi bay! Tao mới phát hiện ra cuộc thi này hay lắm. Vừa có rap, vừa có nhảy, mà vừa có làm nhạc. Hợp với ba anh em mình nè, à, tham gia đi. Ê, hay á, đi coi thử đi. Ừ. Tụi bay nhắm chơi nổi không? Ở trong cái show đó toàn mấy anh em gạo cội không đó. Mày biết cuộc thi này hả? Biết. Hôm bữa mấy anh em qua quán tao chơi nè, giao lưu. Rồi mấy anh em nói cho tao nghe. Trời ơi thằng quỷ này, mày biết sao mày không nói? Cái này là cơ hội để anh em tụi mình thể hiện đó. Ừ, tụi mình tham gia đi. Tao chưa sẵn sàng. À, shit, tiền cái thằng này. Ê Nhật, lỡ thằng Kiên nó không tham gia anh em mình thi không? Không. Mày quên rồi hả? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại như kiền ba chân. Phải có thằng Kiên mới được. Vậy thôi mày lo mày thuyết phục nó nha. Ừ. Ê Hao. Mày giúp tao xuống với. Hồi nãy mày lên làm sao? Tao không biết tao lên làm sao nữa. Ôi tự xử đi ba. Ê Hao. Hôm nay anh trầm ngâm quá vậy. Không có chút năng lượng nào hết. Anh bị bệnh hả? Đâu có. Anh khỏe re à. Chỉ là anh đang có nhiều thứ phải suy nghĩ quá, cho nên là anh hơi đau đầu một tí. Lại là chuyện đam mê với gia đình hả? Chán ha. Đàn ông con trai có một chuyện mà giải quyết hoài không có xong. Có gì đâu mà chán. Đây là chuyện quan trọng. Anh nghĩ kỹ là đúng rồi. Hồi đó em cũng lưỡng lự giữa việc học đại học hay theo đuổi con đường âm nhạc. Em phải suy nghĩ mấy tháng liền mà cũng không tìm được câu trả lời cho bản thân mình. Kết quả là em cho bản thân một cơ hội. Em xin phép ba mẹ để được về Việt Nam, ở phòng trà của ông, sống chung với âm nhạc mỗi ngày, để bây giờ ở đây mỗi ngày hát cho anh nghe nè. Nhưng mà em hát hay mà. Anh thích nghe em hát lắm luôn á. Nếu mà em không quyết định về Việt Nam á, thì chắc là mọi người ở đây không có cơ hội để mà được thưởng thức giọng hát của em đâu. Thì phải thử mới biết. Cứ ngồi suy nghĩ hoài thì cũng đâu có biết được kết quả, đúng không? Biết đâu sau này em về Mỹ lại hối hận. Cho dù là không thành công thì em cũng đã làm thử. Đúng rồi. Ừ. Phải thử thì mới biết. Em chỉ sợ nếu không thử là sẽ hối hận không kịp đâu. Không có quay đầu lại được đó. Mẹ. Hả? Trời ơi mẹ, mẹ để con làm cho. Mẹ cứ khỏe xíu là kiếm việc làm mà. Mẹ vô, mẹ ngồi đây đi. Để con làm. Ôi cho con ơi, ở không riết chán lắm. Ba đồ này nó nhẹ nhàng, có gì đâu con phải lo. Mẹ uống miếng nước đi con. Dạ. Dần giờ nó sao rồi con? Con có biết nó ở đâu không? Mẹ lo quá. À, con mới gặp nó rồi. Nó ở nhà bạn của nó. Sao con không kêu em về con? Để nó đi lông bông vậy rồi thiếu ăn thiếu mặc làm sao đây? Mẹ đừng có lo. Nó ăn no ngủ kỹ lắm. Với lại nó đang cần phải ôn thi, cho nên là nó ở nhà bạn của nó. Bạn của nó học giỏi lắm, giỏi cực kỳ luôn, cho nên là bạn nó kèm nó học. Vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Dạ. Ý, Kiên. Ê, thêm đưa mẹ coi coi. Đúng rồi, đây là món quà sinh nhật mà ba con đã chuẩn bị cho con nè. Nhưng mà quà chưa đến tay thì ông đã bị tai nạn ngày đó đó. Mẹ bận lo đám cho ba con mà quên mất tiêu đi. Bữa nay dọn dẹp thì mới phát hiện ra nè. Là của ba mua cho con đó. Dạ. Gửi Kiên, đây là những món đồ mà ba kiếm được. Mong có thể giúp con phát triển đam mê hip hop của mình. Xin lỗi, vì ba không biết gì về hip hop. Nếu có thiếu món gì cứ nói ba sẽ mua cho con hết. Từ nhỏ đến giờ, ba chưa thấy con thích một thứ gì mãnh liệt như vậy. Ba mong món quà nhỏ này sẽ là động lực giúp con phát triển giấc mơ lớn. Cố lên, ba ủng hộ con. Con cảm ơn ba. Con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Yêu rồi, em nghe đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Sau đây khi đã yêu